Ok, hello, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quán Vương Game. Và chúng ta sẽ đến với clip tiếp theo về Shadow Fair 2. Và như trong clip trước, chúng ta đã xong cái phần lean rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ phải, mình sẽ phải làm điều này. Đó chính là đấu với những thằng boss ở trong cái trận Hero Report này. Và chúng ta sẽ có 5 trận tất cả. Và mình phải cố gắng làm nào để thắng được những thằng tướng này thôi. Những thằng tướng này rất là mạnh, cho nên là chúng ta sẽ phải cố gắng nhé. Và nếu các bạn thấy cái clip này hay, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, đừng quên chia sẻ video này, đừng quên đăng ký kênh, bật cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới trong tương lai của mình nhé. Video mới sẽ đăng vào lúc 12 giờ như 19 giờ hàng ngày, nên các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ mình nha. Ok, rồi bắt đầu chúng ta sẽ đến với thằng boss đầu tiên, LINX, chả hiểu tên gì, 4 chữ này. Ok, Shadow Fair 2. Ok, thằng tướng đầu tiên chúng ta phải đấu đó chính là thằng nào đi xe máy đấy. Ok, thằng tướng đầu tiên sẽ là Shin. Shin đây không phải cậu bé mút chì các bạn ạ, mà là Shin này là một Shin khác. Shin này có hai cái con dao nhìn trông rất là giống phi tiêu. Wow, chúng ta sẽ đến với round 1. Ai chà, căng à. Ui, lag game. Ui rồi ôi. Ôi thề, mình thề các bạn luôn đấy. Ôi vừa nãy mình bị chém phát đầu, trời ơi. Thì mỗi lần chúng ta sẽ phải đấu 2 lần thì chúng ta mới thắng được. Ủa ôi, hãy đau nha. Lại đây. Bung dao chưa. Ok, perfect. Woo, không được perfect à. Ok, như vậy là xong một thằng tướng đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với thằng tướng tiếp theo nha. Ok, nhận thưởng được ít lắm các bạn ạ. Và nếu như bạn nào thấy cái clip này hay, các bạn đừng quên để lại cho một like, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ video trong tương lai của mình nhé. Ok, mình đánh rất là nhanh cho nên là mình sẽ bị kiểu cắt lắc. Ok, chúng ta sẽ easy xong trận đầu tiên rồi, chúng ta sẽ đến với trận thứ hai. Chúng ta còn 5 trận tất cả các bạn đi. Ok, và đây là màn bóng tối nên sẽ khó hơn màn ban ngày khá nhiều. Chúng ta thằng tướng tiếp theo chúng ta sẽ đấu đó ta là Brick này mình không biết gì cả. Brick này thì nếu nói đơn giản thì nếu các bạn dùng điện thoại thì các bạn sẽ biết một chế độ, đó chính là Brick. Mà một khi mà điện thoại chúng ta bị Brick có nghĩa là nó gần như là chết rồi. Đó, đặt cái tên rất là kêu luôn. Ai chà. Ai chà. Ôi lát cả máy. Ui dồi ôi. Nào lại đây. Yo. Không. Ôi dồi ôi, như kiểu mình đánh giám phát là này chết các bạn ạ. Đánh giám phát chết. Trời ơi, chúng ta sẽ đến round 2 nha. Nào lại làm gì đây. Lại đây. Ai chà. À biết kêu phết nhở. Ai. Đau. Ui. Vung vũ khí của mình rồi. Ôi thằng này kinh quá. À. What the. Mày này. Nào đứng dậy đồng tạo. Đứng dậy. Đi lên. Lại đây. Ôi chết rồi, mình mất vũ khí rồi, khó chơi quá. Mình cứ phải vặt nó ra thôi. Đây. Ai chà, trời ơi. Lại đây. Ra ngoài đây. Ai chà. Lại đây. Ai chà, nào lại đây. Mày này, lại đây, phát nữa. Úi giời ơi, tuổi tôm nhá. Phải nói là phát đầu nó đấm mình khá đau các bạn ạ. Đấm phát bay vũ khí. Ok, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Trận này không được easy cho lắm. Và nhận thưởng thì rất là ít. Và nếu như bạn nào mà muốn cái level cao nhất 52 trong tựa game này, cũng như là nhiều tiền nhiều xu giống như mình á, mà các bạn không muốn phải bỏ ra quá nhiều chi phí để có thể nạp vào game, thì bạn đừng quên là truy cập vào kênh Monster Mode trong phần mô tả để có thể sở hữu được cái phiên bản mình đang chơi nha. Ok, con gà, đồ, hết xe máy đến gà. Ok, chúng ta sẽ đến với trận thứ 3 nào. Let's go. Wow. Rồi thằng tướng tiếp theo. Là một chị các bạn ạ. Chị này có hai quả. Chị này có cặp loa rất là to. Các bạn để ý, chị này có cặp loa rất là to. Ok, chị này tên là Nidder. Ok, round 1. Mỗi lần đấu chúng ta phải đấu 2 round tất cả. Ok, đấu với nhau thì đấu trên mái nhà. Game lag vách trường, nào lại đây. Đây. Này này. Ui dồi ôi. Con gà chúng ta phải nhường nhịn các bạn ạ. Nhường nhịn một tí các bạn ạ. Nhường nhịn này. Đạp liên tục vào chỗ đấy. Lại đây. Ui vật mình ra kiểu, ui mất nhiều máu quá. Mày bố lao con gái con đứa. Này này, đánh rắm cho phát nhá. Đánh rắm. Đánh lại đây. À đau quá. Mày lại đây. Lại đây. Ui dồi ôi, đau chứ cưng. Một phát nữa đau chứ cưng. Lại đây. Ui dồi ôi, đánh rắm cho phát chết ngay. Có gì đâu, có gì khó đâu. Mỗi trận này nó sẽ có những thời gian nhất định các bạn nhá, chứ không phải là chúng ta được đấu mãi đâu. Thế là chúng ta phải cố gắng làm sao có thể đấu nhanh nhất có thể để cho gọi là ui xong cái đuôi của tôi rồi. Bố lao. Ui đau quá. Lại đây. Nào lại đây. Ai đạp bằng chim đau quá. Lại đây.
Ai à? Ai lần này? Lần này con vụ này nó có chiến thuật kinh quá. Ai hạt đau quá. Ôi. Thật sự đau. Lại đây. Tao bật hack lên, tao bật mốt lên mày chết tao. Ui, đau quá. Ui, mình cứ đánh giám phát là kiểu kẻ địch chết hết hay sao? Hoặc là có thể do mình quá mạnh chẳng hạn đó. Kỹ năng chơi của mình thì quá là gà đi. Và các bạn thấy hay các bạn đừng quên để lại cho mình một like, đừng quên subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bật cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới trong tương lai vào lúc 12 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Hoặc là đơn giản hơn, chúng ta sẽ có thể nhiều có nhiều hơn video hơn trong một ngày. Đó. Rồi chúng ta sẽ đến với trận thứ tư. Rồi thằng tướng thứ tư là gì đây? Tên là gì? Groot. Trời ơi, toàn những cái tên kêu các bạn. Các bạn biết Groot là gì không? Groot, bạn nào mà cài Windows chắc các bạn Groot là gì không? Groot là ma đấy. Wow. Và nhìn thằng này nhìn giống ma phết. Wow. Giống như kiểu kiếm như kiểu katana. Ui, chém đi kinh bạn. Ui, lag, bạn ơi, máy mình bị lag. Đừng có, ui dồi ôi, một phát đầu thế này thì xong luôn rồi còn gì nữa. Này. Tiếp này, mình sẽ đạp. Ui. Ui dồi, này lại đây. Ui dồi ôi, easy các bạn ơi. Tưởng thế nào cầm đao to búa lớn xong thua. Trời ơi, lại đây. Hai con dao của mình là đủ rồi. Ai à, đau nhờ. Lại đây. Trời ơi. Ôi, nó chém đau quá. Đứng dậy. Nào lại đây. Ai đau. Ai ơi, phải. Ôi, đau quá. Quay đi. Ai à. Ôi, căng thật sự. Ôi, mình lại win này. Mình chỉ có win thôi bạn ạ. Đó. Nếu mà mình đánh gần thua mình sẽ bật chế độ gọi là siêu sai ra lên đuổi mấy con gà. Ok, chúng ta sẽ đến với trận thứ năm nào. Trận cuối hay sao ta? Nhưng mà mình thấy vừa nãy là còn hai tướng nữa mà. Đó, thằng tướng cuối là thằng tên là LINX này các bạn. Hình như là cái thằng dạy võ cho những cái thằng trước thì phải. Ok, chúng ta sẽ đến với thằng thứ năm. Đây này. Đó, thấy chưa. Thằng tên gì đây? Dandy. Một cái tên khá là bình thường. Mình chẳng biết Dandy là gì. Hình như là một bố già thì phải. Dandy chứ không phải Daddy đâu bạn. Dandy. Ok. Nào. Ôi, tên này cũng có hai kiếm giống mình. Ai ạ? Đau nhờ. Anh lag mày, em bị lag anh ơi, từ. Mày này. Ui. A, trời ơi. Ui, mình đánh giám phát thân này chết ngay. Ui giời ơi, bốn combo thì chịu thế nào được hả Dandy? Ok, tiếp tục nào. Đó, hai tên này mạnh phết các bạn ạ. Không đùa đâu. Không đùa. Không đùa. Lại đây. Ui giời, đau quá. Mình toàn chém xin thôi mà tên này chém chuẩn quá. Này. Lại đây. Ôi giời ơi. Lại đây. Nào lại đây. Mày lại đây nào. Đó. Dạ. Come on baby. Ow. Rồi. Đạp. Ui. Mình lại có mùa tiếp này. Ôi trời ơi, chồng thế nào được. Ok. Hy vọng là mình được đầu với boss cuối nha. Chứ đừng bảo mình dừng lại tại đây nha. Boss cuối đâu? Đã mở khóa đồng hành. Ok. Rồi chúng ta sẽ được đầu với thằng cuối. Hy vọng được đầu với thằng cuối. Thằng cuối đâu? Chiu. Trời ơi, để chơi được với thằng cuối này phải nói là tốn rất là nhiều ngọc cũng như là các thứ các bạn ạ. Đó, cho nên là bạn nào mà muốn sở hữu cái nhiều tiền, nhiều coin max level như mình để có thể đấu được những thằng tướng này, các bạn đừng quên truy cập vào cái mod Thơ Bớt trong phần mô tả nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ đấu với thằng cuối. Thằng cuối đây rồi các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Cái vòng tròn của nó cũng to rất là nhiều so với những thằng kia. Đó, chúng ta đã khử được 5 thằng kia rồi. Rồi, thằng cuối là LINX để xem như nào ha. Rồi, tên thì Lin à? Lit cái gì đó. Lin à, thằng này tên là Lin. Ok, nào xem nào thằng cuối như nào ha. Ui, bộ móng vuốt. Oh my god. Trời ơi, máy em bị lag anh ơi, từ. Nào mày lại đây. Trời ơi, cao kinh vậy. Đau. Mày đấy. Ôi. Ui, nó mạnh quá anh em ơi. Nó mạnh quá. Mày mạnh nữa đi. Mày ai. Ui, nó cào đau quá, thật sự luôn đấy, đau lắm. Ui. Mẹ, nó có chiêu thì kinh vậy. Ôi, không đùa đâu.
Tao phi tiêu mày. Á, à, tao phi tiêu mày. Ờ, mày lại đây, lại đây. Mày lại đây, mày lại đây. Mày lại đây, mày lại đây, mày lại đây. Trời ơi, mày mạnh quá cơ. Mày mạnh quá cơ. Tao lại đây. Mày lại mà. Mày mạnh quá cơ. Tao lại đây. À. Ờ, phát này tao phải thắng được mày. Á, à, đau quá. Mày đây. Tao phải thắng được mày. Tao phải thắng được mày. Quay đi, quay đi. Quay đi. Lại đây, lại đây. À, ui, nó cao thì vắt đứt luôn. Ờ. Ôi. Ôi, trận thứ 3 này, trận 3 này mình thua là nó thắng ấy. Trận này mình thua là nó thắng ấy nhá. Mày này. Ui. Ui, tao dùng sức mạnh, tao dùng chiêu. Ui, tao dùng chiêu. Tao gian lận mày. Ui, nó tan hình các bạn ơi, nó tan hình. Quá đau quá. Ờ. Ui đau quá. Mày tan hình nó đi, mày tan hình nó đi. Ui giời ơi. Mày tan hình đi. Úi giời ơi, mày thua chắc luôn. Tao chặt chân mày. Ha ha ha. Sao đâu quái. What the fuck? 4 round vậy. Mình phải thắng liên tục à? What the. Lại đây, lại đây. Lại đây. Ui, ui nó cào đau lắm luôn ý. Ui, đau lắm luôn ý. Mày. Mày này. Ui giời ơi. Ui. Mày lại đây. Ui. Lại đây. Mày lại, mày lại đây. Mày sao mình dồn nó vào trong góc này. Lại đây, lại đây. Ui ui. Ui thua rồi. À, các bạn nhìn máu kìa. Ui round 5, round 5. Ui vẫn được chơi lại, vẫn được chơi lại. Thật sự luôn, cái móng vuốt của nó kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng. Ôi nó cao mình. À đau quá. Ui. What the fuck. What the. Ui nó mạnh lắm luôn ý. Mày tao dùng sức mạnh. Tao dùng sức mạnh. À thua rồi. Thằng này mạnh quá. Thề luôn á. Thua rồi. À. Đấu lại này. Thề luôn, mình không muốn thua lại. Mình phải thắng bằng được thằng này. Thằng chó này. Thằng chó. Tao giết mày. À. Ôi thằng này mạnh quá bạn ơi. Bạn nào mà thắng thằng này không? Trời ơi thằng này mạnh quá. Trưởng thằng này có bộ móng vuốt kinh lắm. Đúng là kiểu bậc thầy ý. Kiểu giống như kiểu thằng này nó dạy năm thằng trước là nó kinh lắm. Ok đấu lại này. Bây giờ phải tránh được cái móng vuốt của nó là thắng được mà. Ai à, đau quá. Đây 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 đây. Mày cất cái móng vuốt đi xong tao chơi mày. Mày cất cái móng vuốt đi. Mày cất cái móng vuốt. Mày cất. Mày có cất móng vuốt không? Cất móng vuốt cho tao. Cất móng vuốt. Mày cất móng vuốt đi. Cất móng vuốt. Cất móng vuốt. Cất móng vuốt đi. Tao nói rồi mày cất móng vuốt đi. Đâu rồi? Trời ơi nhảy như chó mày. Chết ngay. Trời ơi, tuổi tôm nhá. Nhưng mà mình phải đấu tận mấy ván các bạn. Mấy ván cơ. Round thứ 2 này. Ok, tiếp tục này. Tránh cái móng vuốt của nó nha. Ui, đau quá. Ai ai ai, thôi, biết ngay mà. Ui, nó cào kìa. À, gì mà chứ, tìm nguyên combo của nó một người rồi. Mày này. Mày này. Mày nữa đi. Mày nữa đi. Mày nữa đi. Mày nữa đi. Lại đây. What the. Easy các bạn ơi. Trận sau phải tránh cái móng vuốt của nó nha. Round thứ 3 này. Chúng ta còn 5 round tận cơ. Phải thắng bằng được. Ok. Mày này. Ui 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 ui. Tránh cái móng vuốt của nó. Nhanh nhanh nhanh. Tránh móng vuốt. Ui ui. Ui ui. Ui rồi. Ui rồi ôi. Ui ui rồi ôi. Á. Đau thế. Không đau lắm. Mày này. Ok, round thứ 4 nào. Ok, mình nắm chắc phần thắng trong tương lai rồi. Thắng rồi đúng không? Woo! Chúng ta chỉ cần chơi 3 trận thôi các bạn. What the yay. Và nếu các bạn thấy clip này hay, các bạn đừng quên để lại cho mình một like. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới trong tương lai của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo về Shadow 2 cũng như là những cái tựa game khác. Bye bye. Và nhớ nhá, tựa game này sẽ có trong phần mô tả ở trong phần description, các bạn nhớ truy cập vào đó nha. Cũng như là đừng quên truy cập vào kênh Mod để có thể biết được cách làm nào để tải được phiên bản này nha. Ok, còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong một clip tiếp theo. Bye bye.